Chúng ta sẽ qua tiếp câu số 12 các em nhé. Câu số 12 cũng là một cái hàm số chứa dấu trí tuyệt đối. Bây giờ thầy sẽ nói lại với các em thêm một lần nữa về cái lý thuyết về hàm số chứa dấu trí tuyệt đối nhé. Ở trong bài giảng trước thầy có nói rồi. Tuy nhiên đây thầy nhắc lại thêm một lần nữa. Ta xét cái hàm số gx bằng trị tuyệt đối của fx. Giả sử như đề bài yêu cầu đồng biến trên cái khoảng AB. Rồi, đồng biến trên khoảng AB thì nó sẽ xảy ra các cái trường hợp như sau. Các em có thể suy nghĩ thế này nhé. Thứ nhất là cái fx của các em sẽ không thể nào có nghiệm trên cái khoảng này được. Nó không thể nào mà đổi dấu trên cái khoảng này được. Nếu đổi dấu thì nó sẽ không thể nào luôn đồng biến trên khoảng này được nha. Do đó là nó chỉ xảy ra hai trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất, là thầy vẽ hình minh họa thế này nhé. Đây là FA đây. Trường hợp thứ nhất là cái FX này nó đồng biến trên cái khoảng này, thì cái điều kiện đó là F của A phải lớn bằng 0 và cái F phải X của nó phải lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc vào cái khoảng từ khoảng AB. Tức là khi hàm số đồng biến trên cái khoảng này thì điều kiện FA nó phải lớn bằng 0. Tại vì nếu FA nhỏ hơn 0 á, thì lúc đó lấy trị đối vào thì nó sẽ không thể nào đồng biến trên khoảng này được, mà nó sẽ có cái khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến. Trường hợp thứ hai đó là khi mà cái FA nhỏ hơn 0. Đây, FA nhỏ hơn 0 FB thì bắt buộc hàm số nó phải nghịch biến trên cái khoảng này. Đó là F của A nó phải là sao? F của A nó phải nhỏ hơn bằng 0 và F phải của X nó phải nhỏ hơn bằng 0 với mọi X thuộc vào cái khoảng AB. Được chưa? Rồi, áp dụng vào cái bài toán này thì câu số 12 thầy đặt FX là biểu thức bên trong đó. Câu số 12, fx là bằng x mũ 3 trừ cho 2m trừ 5 x cộng cho 2018. Trị tuyệt đối fx này nó phải đồng biến trên cái khoảng từ 1 cho đến cộng vô cùng. Trước tiên chúng ta tính đạo hàm của hàm số này là ta được f phải x. F phải x nó sẽ ra là bằng 3x bình phương trừ cho 2m cộng với 5. Và theo cái yêu cầu của bài toán là cái hàm số y bằng trị tuyệt đối của fx nó phải đồng biến trên cái khoảng từ 1 cho đến cộng vô cùng. Đấy. Áp dụng cái phần lý thuyết chúng ta mới vừa ôn tập lại ở bên đây, các em sẽ thấy là nó sẽ xảy ra hai trường hợp mà thôi. Một đó là cái f của a là cái số đứng trước này nè, đấy, nó phải lớn bằng 0 thì f phải lớn bằng 0 và mọi x thuộc vào cái khoảng này luôn. Và thứ hai là khi mà f của a nhỏ hơn 0 thì f phải của a nó phải nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc vào đây. Áp dụng trong trường hợp này thì bài toán này nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Chúng ta cũng xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu f của 1 mà lớn hơn 0 thì f phẩy của 1 cũng phải lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc vào đây. Đây là một cái tam thức bằng 2. Tam thức bằng 2 hệ số A của nó là dương nên là nó có thể lớn hơn 0, nó sẽ thỏa mãn được. Trường hợp thứ hai chúng ta xét nhẩm trong đầu thôi. Đó là f của 1 nhỏ hơn 0. Nếu f1 nhỏ hơn 0 thì nếu f1 mà nhỏ bằng 0 á, nhỏ bằng 0. Nếu f1 nhỏ bằng 0 thì f phải x nó phải nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc vào đây. Thì các em thấy là cái biểu thức f phải này có thể nào mà luôn nhỏ hơn 0 với mọi m được không? Nó không xảy ra vì đây là tam thức bằng 2 mà hệ số a nó lớn hơn 0. Nên là nó không thể nào nhỏ không với mọi x nằm trong cái khoảng từ 1 cho đến cộng vô cùng được. Các em hình dung được không? Cái ba bon này nó quay lên mà.
nên nó sẽ không xảy ra cái trường hợp số 2 ở đây. Thì nói lại là chúng ta vẫn xét hai trường hợp, tuy nhiên là ở bài toán này chúng ta phải hiểu kỹ là nó không xảy ra cái trường hợp số 2, do đó là nó chỉ xảy ra một cái trường hợp vòng mà thôi. Đó là yêu cầu bài toán này tương đương với cái việc là f của 1 lớn hơn bằng 0 và f phẩy của 1, xin lỗi, f phẩy của x nó phải lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc vào cái khoảng từ 1 cho đến cộng vô cùng. Thì chỗ này tương đương f của 1 thì các em thấy cái số 1 vào đây thôi mà, thấy số 1 đây thì em sẽ được là trừ 2m. Rồi chỗ này là 2019 cộng thêm cho 5 nữa là 2024, 19 cộng 5 là 24, này phải lớn bằng 0. Rồi f phẩy thì sẽ là 3x bình phương trừ đi cho 2m cộng với 5 phải lớn hơn hoặc bằng 0 trên cái vùng mà chúng ta đang xét ở đây. Trên đây bắt phương trình này các em sẽ giải ra được là gì? M nhỏ hơn hoặc bằng 1, 0, 1, 2, đúng không? Rồi chỗ này em chuyển vế qua bên đây, em chuyển vế bên đây, em cô lập M đi thì em sẽ được là 2M phải nhỏ hơn hoặc bằng 3x bình phương cộng cho 5 với x thuộc vào cái khoảng từ 1 cho đến cộng vô cùng. Thì chỗ này rõ ràng là ở đây M nhỏ hơn bằng 1, 0, 1, 2, viết lại thôi. Cái dòng ở phía dưới M phải nhỏ hơn cái giá trị nhỏ nhất của biểu thức này, vì giá trị nhỏ nhất của nó là bằng phần 8 mà thôi, trên cái khoảng chúng ta đang xét dễ dàng thấy nhỏ nhất bằng 8, tức là M phải nhỏ hơn hoặc bằng 4. Vậy là ở đây chúng ta sẽ lấy từ 4 cho đến là trừ 2019, là thì chúng ta lấy 4 trừ cho trừ 2019 và cộng thêm 1 đơn vị là xem như là 4 mà cộng cho 2020 là ra 2024. 2024 đi kiểm tra xem này, điều này không có đáp án, kiểm tra xem coi tính có bị nhầm chỗ nào hay không. Đồng biến trên cái khoảng từ 1 cho đến cộng vô cùng thì đạo hàm là 3x bình phương, đạo hàm là 3x bình phương trừ 2m cộng 5, đúng rồi. Thì đạo hàm phải lớn bằng 0 và f của 1 cũng phải lớn bằng 0. F1 lớn bằng 0 thì chuyển qua là m nó phải bé hơn bằng là 2024 là đúng rồi. Vậy đây m phải bé hơn bằng là cái giá trị nhỏ nhất của này là 2m. Vậy là đúng rồi, m phải bé hơn bằng 4, tại vì cái giá trị nhỏ nhất của này là khi x bằng 1 thôi, gạch 8, 8 chia 4 là từ 4 cho đến 2020, trừ 2020 luôn, là lấy 4 trừ 2019 cộng thêm 1 đơn vị là xem như là 4 trừ cho trừ 2020 là 2024. Vậy là cái câu số 12 chúng ta sẽ thêm vào cái phương án trả lời E là 2024 giá trị nhé. Rồi tới đây thì chắc em biết cái hướng giải cho câu số 13 luôn rồi đúng không? Cái câu số 13 cũng tương tự như thế. Câu số 13 lúc này chúng ta sẽ xét cái hàm fx là x mũ 3 trừ cho 3m x bình phương cộng cho m mũ 3. Và hàm số này đồng biến trên cái khoảng từ 1 đến cộng vô cùng, không phải phân tích nữa, chúng ta sẽ ghi ra luôn cái lời giải. Đó là cái yêu cầu của bài toán đó thì nó sẽ tương đương với cái việc là f của 1 lớn hơn bằng 0 và f phẩy của x nó phải lớn bằng 0 với mọi x thuộc vào cái khoảng từ 1 cho đến cộng vô cùng. Chỉ việc xử lý cái khúc này nữa thôi. F của 1 lớn hơn bằng 0 tức là chúng ta có được là m mũ 3 trừ đi 3m cộng 1 lớn hơn bằng 0. Rồi f phẩy là bằng 3x bình 3x bình trừ cho 3x bình trừ cho cái này là bao nhiêu? 6m x
lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc vào đây. Vì x thuộc vào cái khoảng từ 1 cho đến cộng vô cùng thì các em có thể chia xuống cho 3x được. Thì từ này các em sẽ được là bên đây là m sẽ nhỏ hơn bằng mấy? Chuyển qua đây là 2m phải nhỏ hơn bằng là x bình phương với x thuộc vào đây. Và trên này m mũ 3 trừ 3m cộng cho 1 lớn bằng 0. Rồi, vậy là dọc thứ hai thì m sẽ bé bằng 1/2. Còn cái dòng này thì các em giải cái bất phương trình này thì ra thôi. Đây là bất phương trình bậc 3 thì các em có thể giải phương trình trước, sau đó là các em đi xét dấu hoặc là giải bất phương trình trực tiếp luôn cũng được. 1, 0, trừ 3, 1. Nghiệm là trừ 1,8. Chỗ này thầy đang giải này nhé, nghiệm là trừ 1,8. Rồi, một nghiệm là 1,5. Nghiệm là 1,5 chỗ này. Và một nghiệm là 0,34. 0,34 chỗ này. Vậy chỗ này bằng dấu cộng, trừ, cộng, trừ. Đang cần lấy là lớn hơn bằng 0. Vậy thì chúng ta sẽ gạch bỏ vùng này. Còn chỗ này là m bé hơn hoặc bằng mấy? Chuyển qua là chúng ta được m phải bé hơn bằng 1/2. 1/2 là 0,5 là khúc giữa này rồi. 0,5. Vậy là chúng ta sẽ lấy được cái khúc từ đâu đến đâu? Giao là chúng ta sẽ lấy được phần chung là trừ 1,8 cho đến 3,4 đúng không? Rồi, vì trong cái khoảng này nó có bao nhiêu cái giá trị mà trừ 1,8 thì ta lấy trừ 1 này, lấy được số 0 là có hai cái giá trị mà thỏa mãn yêu cầu đề bài. Là câu số 13, chúng ta sẽ chọn phương án trả lời là B các em nhé. Rồi, câu số 13 là B. Rồi, chúng ta sẽ dừng lại cái bài giảng này ở câu số 13 nhé.